Dạ có, nó ngay ngồi chờ. Cái hoạt động này thì trung tâm đã tổ chức là định kỳ và cứ mỗi một tuần bên đây hồi cái là một tháng thì bây giờ trung tâm thay đổi là chu kỳ là một tuần các em được bơi. Với cái hoạt động bơi thì giúp cho trẻ khuyết tật nói chung và trẻ tự kỷ nói riêng nhiều cái tác dụng tốt. Thứ nhất là môn bơi nó giúp các em là tất cả các em đều thích môn bơi và môn bơi nó giúp các em thứ nhất là khỏe, vui vẻ và nó giảm đi một số hành vi tăng động đó cả. Qua cái hoạt động bơi lội các em nó thể hiện hết, nó cố gắng nó bơi, nó vui chơi, nó toát được tất cả những cái tiềm ẩn, những cái gì mà ức chế cho người đó, nó được bộc lộ hết ra ngoài và chính nó cũng là một cái nguyên nhân mà giảm đi sự tăng động của trẻ. Thứ hai nữa là qua cái môn bơi này tất cả trẻ đều thích và cảm thấy thích thú, nó rèn luyện cho trẻ được cái thể lực tốt. Với đây là vui chơi cái đã là chính nè, các muốn ngửa muốn sắp muốn bơi cái này là kiểu của các em, nhưng mà bởi vì những em đây là nhận thức rất là kém, các em không có điều chỉnh hành vi mình, trên chủ yếu là vui chơi với nước là em thích đã, vui chơi với thiết bị là các em thích, nhưng mà khi em nào có năng khiếu thì bắt đầu mình mới gửi để mà dạy các em. Đâu vô bài gì nó biết nó bài đó thấy không? Rồi không show đâu. Rồi vô ba đi. Vô ba không show đâu, không show đâu. Anh nhỏ ừ 8 đó mà. Nó nhà nó thích 8 thích lội nước lắm rồi đi đây thôi. Tiếng tháng thì nó nhức nhát, mà nó nhức nhát là nó dễ bị tự kỷ, ít dầu tí, cái hoạt động dài rồi với bạn bè dạng dĩ hơn. Mỗi em là các cô giáo sẽ thôi giờ mà đánh giá riêng, mỗi em là có một cái kế hoạch giáo dục riêng, một cái đánh giá riêng. Nhưng mà khi vui chơi thì tất nhiên là có phân công hết. Một cô thì quản lý chừng khoảng 6 đến 8 em, một cô là phân công 6 đến 8 em. Thì em nào thuộc mình là cô sẽ đảo mắt thôi đó. Tất nhiên là theo dõi em đó, xem thử là em đó chơi như thế nào hoặc là hoạt động dưới nước như thế nào để mình rút kinh nghiệm. Và có những em thực tế là nó không biết chơi luôn. Thậm thả trong đây nó không biết thì cô giáo phải kích thích nó để nó hòa vào cái hứng thú chung của mình. Rồi từ đó nó thích thú. Bước đầu bơi là nhiều em sợ, nhiều em khác không có muốn. Và đến hôm nay là tất cả đều thích thú xuống hết. Cái hoạt động bơi rõ ràng nó tác động tích cực đến rất là nhiều em chứ không phải là một số em đâu. Tức là các em vui vẻ tự tin. Và hiện nay đương dạy đó, nếu cô giáo cảm thấy em được tăng động, nói không ai là cô nào, chiều nay cô không cho con bơi. Tức là nó ngoan ngoãn, các em nó ngồi vào và bơi. Ví dụ em chạy ngoài, cô giáo đưa hoạt động bơi ra để mà nhắc nhở là đây là thưởng, bơi là thưởng. Cho nên cái thưởng này rất là tác dụng với những cái phần thưởng bánh kẹo khác mà nó thích thưởng mà nó lại thích bơi. Và môn này có lẽ là trung tâm cũng đưa tập trung để rèn luyện cho một số em có năng khiếu.